Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với lại kênh của Đa Xe Tải. Và ngày hôm nay mùng 3 Tết rồi, mùng 3 Tết, nhưng có lẽ rằng là mình sẽ tạm thời tạm biệt mảnh đất quê hương yêu dấu Quảng Linh. 14 Quảng Linh chào anh em nhá, về với lại Thái Nguyên thân yêu đây. Mùng 3 Tết vẫn là mùng, vẫn chúc tất cả quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, giàu có, mạnh khỏe và hạnh phúc. Công viên San Gua đó. Thực ra thì cả Tết này mình phượt với lại em chiến hạm ở bên kia. Và bây giờ thì năm nay chưa mở, bình thường mọi năm ở đây mở tất cả trò chơi rồi, nhưng mà năm nay thì chỉ vào đây check in thôi. Đây. Mùng 6 thì mình bắt đầu làm việc. Còn đâu để khai xuân đẹp ngày thì năm nay thì có mùng 4, mùng 8, mùng 9. Thì mùng 9 là hợp tuổi mình nhất, thì anh em cứ đến từ ngày mùng 6 cho đến 10 rằm là sẽ được nhận những cái mức giá cực kỳ ưu đãi. Hiện tại thì về rất là nhiều mẫu luôn. Hôm 30 Tết nhập về được Kia K2700 rồi K190, K165 nhiều lắm. Đông Phen Hoàng Huy 3 chân 4 chân nhiều. Oli 5 tấn, 7 tấn rồi 8 tấn, 9 tấn, quá nhiều luôn anh em ạ. Đấy. Tạm mạn một chút, ngày hôm nay cũng giống như một mình một thế giới luôn. Ở đây một mình một thế giới này. Đấy. Ở kia bên kia đó là tàu lượn cao tốc. Thử chơi một lần rồi, phê lắm. Anh em có dịp thì đến với Quảng Linh, đến với San Gua một lần rồi chơi các trò chơi này. Đấy. Quá đẹp luôn. Bây giờ thì em sẽ lên với đại bản doanh xe điện 88 và xin chào, hẹn gặp lại đầu xuân năm mới 2022 với vô cùng nhiều ưu đãi đặc biệt dành riêng cho anh em mà thôi. Cảm ơn tất cả anh em. Buồng lái tựa một ngôi nhà, vô lăng gắn kết như là chí âm. Hành trình vạn lý xa gần, muôn trùng gian khổ, thăng trầm gió sương. Ngày đêm trên mọi nẻo đường, luôn luôn tỉnh táo, kiên cường bình an. Chúc nghề tài xế Việt Nam giữ gìn sức khỏe, vững vàng vô lăng.